bể người con gái. Các con của cụ nay đều đã khôi trưởng, yên bề gia thất. Trong những năm tháng còn chiến tranh gian khổ, cuộc sống của nhân dân ta dù có khó khăn vất vả, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, nhưng cụ vẫn cố gắng lao động sản xuất, thức khuya dậy sớm để nuôi dạy các con của cụ khôn lớn trưởng thành. Các cháu của cụ cũng đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lên đường cầm súng bảo vệ quê hương đất nước, làm tròn nghĩa vụ của người công dân với Tổ quốc. Một người con trai của cụ cũng đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và cống hiến hết mình trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Với các con của cụ cũng luôn là người mẹ thiệt bao dung hết lòng vì tương lai con cái, trong gia đình cũng luôn là người sống vô bực để con cháu kính trọng noi theo. Cụ và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Cụ còn tích cực tham gia các phong trào của hội nông dân, hội người cao tuổi. Cụ là một hội viên sống chân thành, hòa nhã, vui vẻ, được mọi người kính trọng, ngợi khen. Khi tuổi đã cao, cũng là lúc con cháu đã khôn lớn trưởng thành, muốn đền đáp công ơn dưỡng dục, và cũng là lúc cụ được hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu. Nhưng tha ơi, những tưởng trăm năm dư hưởng thọ, sớm chiều thong thả nước vân du, nhưng nào ngờ cũng chốc quê pha đường mạnh đệ 82 của sơn chính đề đã trần. Cụ đã bị biệt chúng tôi để về với tổ tiên, để vui với nắng sớm mây chiều, vui với bồng lai thiên cảnh. Các con của cụ tử lay mất đi một người mẹ hiền hòa, kính trọng, bao dung vô lượng. Các cháu mất đi một người bà vui tính, yêu thương. Gia đình mất đi một trụ cột vững chắc, một chỗ dựa tinh thần không gì thay thế nổi. Để rồi đây, nghĩa vợ chồng từ nay xa cách, tình mẫu tử cách biệt âm dương. Hội nông dân, hội người cao tuổi từ đây mất đi một cây cao bóng cả, tỏa bóng mát cho đời. Kính thưa hương hồn cụ Hoàng Thị Yến, hôm nay trong giờ phút đau thương này, cán bộ và nhân dân thôn Vân Nội đến đây với lòng tiếc thương vô hạn, còn nén nhang thơm, có vòng hoa tươi, kính viếng hương hồn cụ, kính chúc cụ rơi suối vàng, an giấc ngàn thu. Kính thưa gia đình tác quyến, trong giờ phút đau đớn tiếc thương vô hạn, trước khi tiễn đưa cụ Hoàng Thị Yến về nơi an nghỉ cuối cùng, thay mặt cho cán bộ và toàn thể nhân dân thôn Vân Nội, chúng tôi xin chia sẻ với gia đình nỗi đau thương mất mát lớn lao này và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất với gia đình. Kính mong gia đình vượt qua những cơn khó khăn, chúng tôi được về đằng này lo hạnh phúc. Giờ kính đưa gia đình chúc các cờ vững tay khói tỏa để tưởng nhớ cán bộ và toàn thể. Chúng tôi đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Vân Nội để một phút thật tình chúc mừng nhau bắt đầu. Kính thưa cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, địa phương, thôn, Vân Nội. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em, bạn bè, xóm giềng gần xa, thân bằng cố hữu, các gia đình, miên gia, thông gia, gia đình, chúng con, chúng cháu, chúng tôi. Mẹ tôi là bà Hoàng Thị Yến, một công dân của thôn Vân Nội, một người con dâu của dòng họ Nguyễn, một người bạn tốt của hàng xóm láng giềng, một người mẹ tận tào sớm hôm, mẫu mực luôn chúng tôi được ngày hôm nay. Theo quy luật của tạo hóa, mẹ tôi do tuổi cao, sức yếu, mắc phải các bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình, các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, được họ hàng, bà con nơi xóm ân cần thăm hỏi, động viên, nhưng không qua khỏi. Mẹ tôi đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 11:09 ngày 12/9/2022, hưởng thọ 82 tuổi.
Trong thời gian qua, được cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú, bác, nội ngoại, gần xa, bà con, lối xóm, bạn hữu thân tình đã về chia buồn, động viên gia đình chúng tôi và gửi vòng hoa lên viếng. Ngày hôm nay, cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương thôn Vân Hội và các cụ, các ông, các bà, dòng tộc, nội ngoại gần xa, cô dì, chú bác, anh chị em, bạn bè xóm giềng và thân bằng cố hữu, các gia đình thông gia, liên gia đã đến làm thủ tục tiễn đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt cho gia đình, chúng tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn các ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương thôn Vân Hội, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè láng giềng gần xa, thân bằng cố hữu của gia đình thiên gia đã bớt chút thời gian và ngọc về đây đưa mẹ tôi về nơi đi nằm. Trong lúc tham gia bối rối, gia đình chúng tôi không tránh khỏi những sơ suất, kính mong các vị chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác lượng thứ tâm nguyện của gia đình, kính nhờ các vị chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương, các cụ, các ông, các bà, hàng xóm, nội ngoại gần xa tiến đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ được mồ êm mà đẹp. Sau khi ăn táng xong, gia đình chúng tôi kính mời các ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, các cụ, các ông, các bà trở lại với gia đình ăn trầu uống nước để chúng tôi tỏ lòng cảm ơn. Đến giờ 10 giờ sáng ngày 15 tháng 9 năm 2022, gia đình chúng tôi có sửa lưng cơm, báo công tổ chức đại hội, báo cáo tổ tiên và kính mời cấp ủy chính quyền, ban ngành địa phương, các cụ, ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, hàng xóm gần xa, thân bằng cố hữu, gia đình liên gia đến dùng cơm với gia đình chúng tôi. Một lần nữa, tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn cấp ủy, các ban ngành đoàn thể địa phương thôn Vân Hội, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em, bạn bè, hàng xóm, thân bằng cố hữu, các gia đình thông gia liên gia, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 84 bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình đã giúp đỡ gia đình chúng tôi trong thời gian vừa qua, xin trân trọng cảm ơn. Lời cảm ơn các anh đã được phân công nhiệm vụ thì các đồng chí ra vào làm nhiệm vụ, gia đình con cháu ra vào lên cứu để chuẩn bị bỏ bên này ra bên ngoài.